giáo sư, chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị năm mới ạ. Ăn năm mới an khang thịnh vượng. Ăn năm mới an khang thịnh vượng. Chào lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu sĩ xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Cô bác thân mến, hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà của hai chị Nguyệt Thí có gửi tiền cho cháu Lực và nhờ cháu Lực là mua lên cho hai anh em, ba ông cháu của bác là hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời để mà lắp ở ngoài. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã mua là lên tới đây rồi. Đấy, bây giờ thì em bỏ hết ra ngoài xem nhé. Đấy, vừa rồi thì anh em một tấm để mà anh xem là nó có bị vỡ thì không ấy. Sợ là trong quá trình vận chuyển người ta làm vỡ cho anh em mình nhé. Anh cắt. Đấy, ở đây thì là phần quà này là của chị, hai chị Nguyệt Thúy của bác ạ. Hai chị Nguyệt Thúy gửi tiền cho cháu Lực để cháu Lực mua cho Hải với Sử là hai cái bóng đèn để mà lắp ở ngoài ấy. Cái đèn này thì mình sẽ lắp ở ngoài trời luôn. Chắc là một tí mình phải chặt cây làm cột đấy. Nhá. Đấy, gỡ ra hết đi. Đây. Đấy. Để xem bên trong đã. Ông đi ở nhà không? Không à? Này thì sẽ để lắp ở ngoài luôn các bác ạ, lắp ở ngoài trời luôn cái này ấy. Này tí anh em mà trồng cột vào xong mà lắp. Đây Sử mở cái này đi, cho anh mượn một cái tấm pin nữa nha. Túi óc của nó này. Một tí nữa mấy em sẽ đi chặt cây về để mà làm cái cột lắp ở ngoài luôn cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì Sử ơi, vắt cái đinh này vào đây này. Ở dưới kia là có một cái túi rồi kia. Đấy, trong kia nó có cái một cái thanh trắng ấy. Phải không? Thì, bây giờ thì anh em sẽ lắp ghép một chút cô bác ạ. Để một tí nữa đi kiếm cái cây sau. Tại ở đây thì một tí nữa kiếm cái cây để mà buộc lại bên này. Xong là dùng cái bóng đèn để mà mình để dưới này thì là được rồi cô bác ạ. Sẽ thiết kế là để như này này. Để như này. Lắp được chưa Sử? Sử thì vẫn còn đang loay hoay các bác ạ, đang loay hoay thì lắp. Lắp cho nó chặt nhé. Cái đen này không có, cái đen này cũng có chứ.
Đây, một tí sẽ hình thù nó là ra như này các bác. Cột thì nó sẽ ở giữa hai cái thanh này. Đấy, làm hai cái bóng đèn này vào thì buổi tối này. Khi mà buổi tối thì không cần phải là dùng khi mà buổi tối thì nó sẽ sáng hết cái xung quanh ở phần ngoài bên nhà luôn, cũng đề phòng là trộm vào nữa, được không? Được rồi. Thế bây giờ anh em mình đi kiếm cây đó nhỉ? Lắp độ tầm cao lên tầm 4-5 mét là được rồi đúng không? Không cần nó cao quá. Cây thì mình phải đi chặt cây già của nó ấy, nó mới được, nó mới chắc được. Hải là vừa rồi là đang đi chăn trâu à? Thế là trâu là vẫn thả ở kia à? Thế thấy anh cầm hộp ra đây là cũng chạy ra đây luôn à? Ôi Hải đi chăn trâu. Ôi ôi, đằng sau này dính hết này rồi. Dính hết rồi. Dính nhiều quá rồi. Rồi bây giờ thì anh với anh Sử đi kiếm cây để mà làm đã, để còn tí còn sợ tối mất. Chặt ở cái bụi này chứ nhá. Đi. Thế còn phần cắt này thì hiện tại là Trấn Lực chỉ là dùng tấm ván này để mà che lại không cho nó bị chảy ra ngoài thôi. Đâu ấy? Mấy cây này á? Mấy cây này có già không? Xem nào, anh xem nào. Không thì mình lấy mấy cái cây này luôn cũng được rồi Sử ơi. Ôi nhưng mà nó héo héo rồi. Cây xanh kia già hơn. Lấy hai cây chứ, lấy hai cây. Một cây là cây này nhá. Cây này cũng già rồi. Sử chọn luôn cây nhá. Đây này, cây này Sử đây này. Cây này. Rồi, anh em mình đỡ phải đi chặt luôn. Sử thì muốn để ở chỗ nào? Hả? Thế để anh tính cho nhá. Một bóng thì sẽ để ở đây nhá. Sử ơi. Hả? Mình hai bóng ấy, một bóng mình sẽ để ra góc này nhá. Để đây này. Vâng. Nhưng mà tí mình phải đào cột đấy. Vâng. Đào đây, còn là một bóng thì mình sẽ để phần bên này này. Đấy, cho nó sáng ở bên này. Đấy. Một bóng thì tí mình sẽ để đây luôn nhá. Vâng. Cho nó sáng như thế này này. Vâng. Rồi. Đấy, bây giờ thì mấy anh em đã chọn xong cái vị trí mà để lắp cái bóng đèn rồi. Đấy, bây giờ thì tiến hành là đi vào cưa cái phần cây này thôi. Cho dài tầm độ tầm 5 mét là được rồi nhỉ? Vâng. Ở đây là mình chôn đến đây này. Chôn song song một tí cho nó không đổ. Cái này phải chặt đi một tí nhá. Cái cột này thì cột bên này thì chặt. Đây xem nào. Nhưng mà sợ là chỗ này có đá. Chỗ này là đá thôi. Thế là vừa đấy nhở? Vâng. Chỗ này thì sợ là chỗ này hôm nọ mình đào là sợ có đá ở đây rồi. Mình cho đá vào đây. Vâng. Bây giờ mình chuẩn bị ở trên này đã nhá. Cột này thì không phải chặt đấy nhỉ? Vâng. Để nó như thế này thôi.
Hải là đi chăn trâu rồi à? Vâng. Thế cái cột này là phải cắt ra một tí đấy, sợ nó dài quá không? Hay là như này là vừa rồi? Chắc là vừa rồi. Sợ nó cao quá ấy. Thôi thế nên như này là được rồi. Nó cao thì nó mới sáng nhiều hơn. Vâng. Bây giờ thì phải thiết kế đó cô bác ạ. Bây giờ ấy. Thì anh em mình lấy dây thép để buộc. Xong một tí mình dùng bốn đèn để lắp dứa. Tắt vào cái đấy hiểu rồi. Đây vừa rồi thì mấy em đã hoàn thiện xong một cột rồi cô bác ạ. Hay ở đây thì bây giờ sẽ để một cái bóng ở bên này và một cái bóng ở bên kia nữa. Rồi cho một tí sỏi vào. Hả? Vâng. Đây được chưa? Chưa, để vào đi. Rồi, chú ơi, anh thế ok rồi đấy. Chú đi cho đất vào đây mà. Đầm xuống cho nó chắc cái cột là được. Cho đất vào thôi. Kiên chưa? Kiên đấy. Thử bật xem nó sáng không? Nhưng mà bây giờ pin nó được có một vạch thôi. Phải đến tối nó mới sáng được. Tự động được rồi. Đây. Cho pin à. Cái này thì cài tự động, cài đến mình hẹn giờ các bác, nếu mà hẹn tầm 6 giờ. Ồ, chắc là đấy. Pin thì hiện tại cũng được có 60% thôi. Vậy bây giờ thì ui chói phết nhỉ. Vâng. Chói mắt đấy. Đấy. Đến tí đến tầm đến chiều tối nữa thì mình cài cho nó là chế độ mà nó tự động ấy. Vậy. Cho nên đến đêm thì nó sáng. Đấy. Ban ngày thì nó sạc điện còn đêm thì nó sáng. Bây giờ thế hoàn thiện thêm là một cái cột nữa các bác. Cột này thì có vẻ như là nó dài hơn đấy. Sử đào luôn chỗ luôn à? Vâng. Thế là anh là phụ trách ngành lab à? Dưới này gắn được không này? Hả? Dưới đấy được không? Em xem chỗ nào mà không có đá ấy. Đấy đây. Ôi, cẩn thận nhá. Đấy, một cái cột xe ở bên này và một cột xe ở bên kia luôn các bác. Được không? Biết có được không? Này mình treo luôn ở cái cột điện này được không? Hạ cây luôn không? Là không được.
Không thì cái này anh nghĩ là mình không còn để làm đến thế đâu luôn đấy. Cái này mình để cái tấm pin nó ở trên này luôn. Xong mình kéo cái dây điện nó vào đây thôi. Lắp à thôi, nhưng mà làm thế nó nhìn nó không đẹp. Thế chê con được đấy. Đó. Không, cái kia là nó chống nước mà, không sao đâu mà. Thôi em cứ đào, em cứ đào cái hố đó đi. Xong rồi để anh lắp như cái cột bên kia. Cho em mượn cái cuốc kia đó. Cho em mượn cái cuốc à? Vâng. Đôi. Xem cái kết thông. Cuốc đấy được. Rồi. Trời ơi, anh Nhi là sợ gặp đá lắm ấy. Hôm nọ mình để đá to vào đấy. Vâng. Bây giờ thì cho em thử là em ấy đào cái hố đó, cho lực xé ra bên kia. Cho lực xé lắp tiếp cái phần còn lại ở bên này các bác ạ. Đấy, hiện tại thì cột bên kia thì đã chôn xong rồi các bác. Bây giờ thì đến sáng rồi. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã bật thử rồi là nó sáng rồi. Đến chiều tối này thì nó sẽ sáng nhiều hơn. Đây bây giờ thì hiện tại là ở phần trong nhà thì cháu Lực chưa đi vào đường điện, nên là ở nhà đấy chưa có điện để mà sáng. Còn là thí dụ như bây giờ mấy nữa cháu Lực bảo anh em thợ mà người ta thợ điện đấy các bác, cho người ta đi ở đây, đi ở trong nhà nữa khi mà hoàn thiện cửa xong ấy. Còn là sơn thì đội thợ sơn cũng đã mang sơn lên đây hết rồi các bác ạ. Đấy, nhưng mà do là chưa làm cửa nên là chưa có sơn được. Bây giờ cháu Lực đang băn khoăn lại. Lực sẽ có khi là sẽ sơn trước rồi sẽ làm cửa sau. Đấy, đang tính những phương án này. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Dạ. Đây. Đây. Đấy, lắp như nào quên mất rồi. Rồi. Như này thôi. Như này thôi. Dùng một cái đinh đóng ở đây đó. Nói như là lắp cả hai, lắp lấy cái kia lắp vào luôn đi. Cái kia lắp trước. Ui. Rồi, cái này lắp trước. Đây, đâu, quay lại. Được rồi. Kìm á, kìm rồi để đâu ấy. Mấy mặt đệm ở này lên không?
Tí nó tìm vào một cái cây nhét rồi bây giờ nhét luôn đi, không phải tí nó cho nó chặt đấy, nhét nhét luôn xong rồi tí. Sứ ơi, ôi đã xong chưa? Sắt được, sắt được à? Mặc cái chúng tôi rồi. Ok ngờ. Buộc hai cái này lại chắc. À, như cái thước phim hôm trước thì cô bác có theo dõi được rằng là cũng biết là hai chị Nguyệt Thúy là muốn là đưa ba ông cháu để đi mua mỗi người một bộ áo ấy cho ngày tân gia của bác có áo mới để mà mặc. Đây mặc dù là các bác gửi cho ba ông cháu rất là nhiều quần áo rồi. Đưa đây. Rác xoay. Hả? Lục rác phải xoay này. Lục rác không có đâu. Xong rồi Sứ? Được rồi. Được rồi á? Buộc thêm này vòng lại buộc này. Đan xe, đan cái này xuống không? Buộc lại từ từ nhá. Cái cát đang dài. Kìm đo có kìm được không? Kìm đây. Vừa cầm kìm xong lại kìm đâu. Quê cho Sứ. Sứ nhìn từ xa nhá, chỗ nào mà chỗ ok thì bảo nhá. Dạ. Ôi, cái gì đây? Hôm nay ông ấy đâu rồi? Không biết đâu. Không biết á? Vâng. Từ từ đã. Cái đinh này xuống tắt cho hai bên này. Từ từ đã, để ha. Cho nó xoay cho nó chặt chặt. Cái đèn thôi. Cái khóa nào. Đấy.
Ui, đau, đỉnh. Cái gì sắc đấy. Cho anh mượn kìm đi. Còn đinh à, tao không đang xin thêm một đinh nhá. Xử xem còn một cái đinh nào. Hay rồi. Hả? Không có rồi. Thế rồi á? Là thế thôi, không cần nữa đâu. Chắc chưa? Chưa. Ồ, chắc rồi. Xoay được cái đèn này thế. Từ từ, xoay được cái đèn này thế. Tháo một cái đinh đấy. Đây. Đây, từ từ. Đèn chỉnh thẳng chưa? Như này đúng không? Thấy con thẳng không? Như này thẳng. Như thẳng chưa? Chưa? Được. Sự cắm điện vào đây. Xem cái này trước này. Nó có khớp không? Tí mình lắp lên cột cao mới quên là cắm điện của nó ấy. Đấy nhá, bỏ đây xong anh dùng cái dây thép đi. Cố định lại dây nữa. Ok chưa? Đây lại nhấc nhá. Nhấc cái đầu bên kia nữa. Ê, từ từ. Thả chưa? Chuẩn chưa? Đưa chuẩn bấy, bấy lắm rồi. Ê. Ô, trèo lên chặt cành cây đi. Này, không sao đâu mà, đây này. Xây một tí nữa. Lấy. Xây ra ngoài. Từ từ nhá. Ôi. Ôi rồi. Được chưa? Ok. Nào, cho đá vào đây. Cho cái này vào. Thẳng chưa? Đấy, như này được không ạ? Nhưng mà thử bật xem nào, xem nó sáng chưa, từ nhá. Tí nó không sáng thì dây điện nó chưa ăn đấy. À, lên điện rồi Sứ ơi. Đang sạc rồi. Đấy, bây giờ thì nó bị vướng một cái cành như các bác này. Bây giờ thì mấy anh em sẽ phải là chắc có khi là phải trèo ấy. Không thì à đây, cái cành kìa. Móc kìa. Sứ ơi, Sứ kéo cái cành cho anh mất. Yeah. Đấy, đúng rồi. Anh ấy móc, chú ấy kéo này. Chú biết chú kéo đâu?
Được rồi. Tí ăn chồng đi. Ờ được, tí chiều sau. Đi lấy con dao về đây. Lấy cái gì đấy? Con dao ấy. Con dao à? Được. Cái điều khiển nó đâu nhỉ? Có ai điều khiển đâu? Đó. Đó. Đấy, cả hai cái sáng trưng luôn. Này thì sáng rồi, này. Được điều khiển được cả hai. Đó. Ở kit xa bên này có bác này, cũng điều khiển được rằng là à, bây giờ cháu lực bật phát là bên kia nó sáng luôn các bác. Đấy, ở đây thì rất là xa các bác nhá. Đó. Đó, bật thêm cái này nữa. Được nè. Được chứ. Chắc chưa? Rồi, chắc rồi. Chắc rồi, con dao ra yên rồi. Hả? Con dao đây. Này nó bị vướng cái kia nó được tắt nó khó, mình kia tắt cái là được luôn. Đấy, bây giờ thì Sử lại phải trèo lên trên để chặt cái cành cây mình kia. Chị trèo cẩn thận nhá. Sử thì phải nói cô bác ạ, em ở trên trên bản ấy, trên vùng cao ấy, thì cả những cháu lực cũng thế thôi. Để mà việc mà leo trèo như này thì nó không có thể nó khó một chút nào cả. Đấy, nhưng mà lên thì cẩn thận thôi. Đấy. Đưa anh ơi. Đưa rồi. Đeo vào. Đấy, vứt ra xuống. Vứt ra xuống nhưng mà đừng có nhảy xuống nhá. Không nhảy đâu. Không em nhảy à? Không dám đâu. Đấy, bây giờ đi ạ. Đấy, bây giờ thì sau một bác ạ, một cái bóng đèn thì sẽ sáng ra ở phần phía sân bên này. Còn ở cái bên kia thì nó sẽ ở phần cái cánh cửa phụ bên kia. Đấy, hôm nay thì tôi lực cũng nói thêm một lần nữa các bác nhá. Cái bóng đèn này là hai chị Nguyệt Thí là có gửi tiền cho cháu lực để nhờ cháu lực mua. Cái đèn này thì cháu lực cũng mua đồng giá với lại cái đèn hôm trước mà cháu lực mua ở dưới kia. Mua ở dưới nhà của em Sử ấy. Ôi, điều khiển đi đâu nhỉ? Đấy, bây giờ thì còn đang trời sáng quá, thành ra là chưa có nó sáng được rộng lắm. Thì để một tối hôm nào, cháu lực sẽ lên và cháu lực sẽ có thể là anh em ở trên này bắt lên một con gà lên nướng chẳng hạn. Đó. Một cái điều khiển thôi, bật đi, tắt đi. Tắt cơ mà. Đó. Ở bên này bấm cũng tắt được hay rồi. Rất xa. Được. Một cái điều khiển tắt được cả hai luôn. Vâng. Ưng chưa? Ưng rồi. Ưng à? Hôm nay thì có biết là ai mua bóng đèn cho không? Có. Có à? Vâng. Hai chị mà hôm qua mua quần áo cho ba con cháu ấy. Vâng. Đấy, hôm nay thì chị lại tiếp tục là mua bóng đèn lên cho hai anh em. Vâng. Đấy, ở đây thì anh nhận được tiền chứ không phải là nhận được bóng đèn. Vâng. Ở đây thì tất cả là bóng đèn này là anh tự đặt thôi. Vâng. Anh tự đặt mà lên, nhưng mà nếu mà trong thời gian là nó dùng nó bị như thế nào thì bảo anh nhá. Vâng. Để anh còn biết là mang đi đổi trả với người ta. Vâng. Đấy, cột này thì bây giờ nó cũng cao. Nếu mà cô bác anh chị đang theo dõi ở trên cái màn hình TV hay là màn hình điện thoại đấy thì có thể nó sẽ hơi thấp, nhưng mà thực tế ra ở gần thì nó rất là cao rồi các bác. Nó rơi ở tầm độ tầm hơn 4 mét rồi. 3-4 mét rồi. Còn là cái cột bên kia cũng thế. Bây giờ lắp cao quá thành ra là nó cũng như kiểu là sợ nó bị đổ các bác, lắp cao quá. Đây. Cứng thế nhỉ, dao đâu rồi Sử? À kia, Sử chạy lấy con dao ăn. Vâng. Anh vừa tắm xong à? Tắm sớm đấy. Sớm đấy. Vừa đi bắt quỷ về à? Anh nhìn thấy ok không? Ok rồi, nó dễ nhỉ.
Sáng nhỉ, đến đêm thì sáng hơn đấy. Ừ, vẫn điều khiển à? Có điều khiển chưa anh? Đây sửa. Đây, thôi, lấy đầu đây đi. Mấy đứa lắp cái bóng nháy ở cái chỗ tròn tròn kia nữa, chơi tết. Cho nó đẹp. Cho đẹp. Mía này lấy đâu về anh? Bằng ngó về. Bằng ngó? Ừ, hai anh đi. Ờ, đi xa đấy nhở? Cầm điều khiển chỉ khắp nơi này. Không, cái này là hẹn giờ, một tí tầm độ 7 giờ, 7 giờ nó sáng. Chê nhỏ hình đồ này. À, nó có hậu à. Một ta, à, phải nông tản thôi. Ừ, chú đỏ cái gì? Ừ, chú xử lấy củi về, cái này là lấy củi để làm gỗ. Gỗ làm nhá. Gỗ làm nhá? Vâng. Làm xong rồi mới còn làm nữa à? À, chắc là làm cái phần mái hiên ra ngoài ấy cô bác ạ. À, nó như thế thật hả? Sáng rồi, cửa cũng sáng. Hả? Này. Đấy. Hả? Hàng xóm có xử ấy đang vào chiêm ngưỡng một chút cô bác ạ. Chưa nhìn thấy cái bóng đèn năng lượng mặt trời bây giờ mà. Thành ra là bây giờ thì sáng ở ngoài lắm rồi nhờ. Bật xong ấy. Ừ. Sáng lên xem nào. Đấy. Chưa lắp cửa. Cửa chưa lắp được, chưa lên. Chưa xong ấy. Xong thì mới lên lắp được. Chắc có Tết ở thế. Còn qua Tết á, làm sao mà qua Tết được. 2-3 hôm nữa thôi. 2-3 hôm nữa à? Vâng. Qua Tết thì lâu quá. Đang làm xong sớm để về ăn Tết mà. Bây giờ còn lắp cửa đó là đi đường điện nước là xong rồi. Xong rồi, ở đấy thôi. Xong ở thôi. Tân gia là ở thôi nhờ. Lắp cửa xong thì ở thôi. Hôm nọ anh đi tận đâu làm thuê? Ừ. Hôm nọ à? Hôm nọ? Ừ. Xuống Tuyên Quang chơi thôi. Tuyên Quang chơi á? Ừ. Thế tưởng đi làm. Không. Chơi 3 ngày thôi. Chơi 3 ngày à? Ở đây có anh em gì đấy à? Có. À. Không có tới về đến nhà. Tối qua về nhà. À. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng đã hoàn thiện thêm một cái việc của một việc của hai chị Nguyệt Thúy muốn dành tặng cho em Sử đó là cô bác ạ. Đấy, hôm phải nói là hai chị Nguyệt Thúy cũng gửi vào tiền quý của nhà những hoàn cảnh mà cháu Lực đã đi chia sẻ, và ở nhà của em Sử cũng thế. Hai chị Nguyệt Thúy cũng đều là đồng hành giúp đỡ cho ba ông cháu để cho ba ông cháu làm sao mà có cuộc sống thay đổi. Khi mà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ đấy, còn như về em Sử thì khi mà được các bác giúp đỡ thì sau này mình phải làm biết cách làm như thế nào mà để bản thân mình nó phát triển hơn nhá. Vâng. Đấy, ở đây thì có những chuyện gì không biết thì em có thể là hỏi anh. Vâng. Anh không biết thì anh có thể hỏi các bác ở trên kênh, rồi các bác, các cô, các chú sẽ tư vấn cho hai anh em mình. Vâng. Đấy, để làm sao mà cho công việc cũng như là cuộc sống của mình nó uẩn thỏa nhất có thể. Vâng. Đấy, anh sẽ gọi là không phải là sau Tết mới hoàn thiện cả. Vâng. Anh sẽ hoàn thiện độ gần trước Tết. Cửa thì hiện tại là đang đặt lên rồi, đang đặt lên rồi. Đấy, trong khoảng thời gian vừa rồi thì do anh cơ khí ấy, anh ấy bị tai nạn lao động ở trong công việc ấy, bị đứt luôn một ngón tay, cho nên là cái công việc nó sẽ chậm trễ hơn chút cô bác ạ. Thì rất là mong cô bác chị sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhá. Đấy, đến ngày mai ngày kia nữa lên mà lắp, có thể như là ngày mai cháu Lực sẽ đi vào và gọi anh em thợ lên sơn trước cô bác ạ, lên sơn trước rồi lắp cửa sau cũng được. Đấy, có thể là đồng thời là vừa sơn này xong là vừa lắp đường điện và mọi cái luôn. Đấy, nếu mà khi mà người ta lên được thì cháu Lực sẽ cho người ta lên lắp luôn, còn như người ta không lên được thì sẽ để thêm 1-2 hôm nữa người ta sẽ lên lắp. Tại vì là lên lắp điện với nước này thì chỉ cần lắp một buổi là xong rồi. Cái quãng thời gian của đội thợ lên thì cũng phải nói là rất là xa các bác ạ. Ở trên xá của cháu Lực đang ở thì không có thợ để làm về điện nước cả. Cho nên là phải gọi từ dưới huyện lên hay là người ở chỗ khác ra thì người ta mới làm được.
Đấy, còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ thế này thôi cô bác. Và một lần nữa cho cháu Lực và em Sử xin được gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy. Chúc hai chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đấy, năm cũ thì đã qua rồi, năm mới thì mới bắt đầu. Hôm nay là độ tầm, nếu mà các bác đang theo dõi thì nó sẽ vào tầm vào ngày mùng 2, nhưng mà thước phim này cháu Lực ghi ở ngày mùng 1 rồi các bác, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 rồi. Hãy bước sang năm mới thì cháu Lực cũng xin được gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác anh chị, một năm mới gặp thật nhiều may mắn cô bác nhá. Còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Chào Sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Rồi. Sự thì chào đi, vẫy tay đi. Vẫy tay đi. Hay ngại ngùng kia. Sự thì bây giờ gửi một lời chúc năm mới tới tất cả các ông các bà nhá. Này, dạ. Có biết nói không? Cháu Sự, chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị năm mới ạ. Ăn năm mới an khang thịnh vượng. Ăn năm mới an khang thịnh vượng. Ăn năm mới. Còn bây giờ thì hai anh em vẫy tay được không ạ? Xin chào ạ.